Hello các bạn. Hôm nay thì tại cái dòng mình nó đang bị kẹt, và mình cũng xin thông báo rằng là kể từ ngày này, ngày 4 tháng 6 năm 2017, mình sẽ bắt đầu nhận cái thử thách từ tất cả các bạn. Đặt rất là nhiều cái thử thách cho mình, và lâu lâu mình sẽ trả lời một số câu hỏi. Đó là phần question này. Thì tất cả các thử thách đều là thử thách gì mình sẽ, nếu hợp lý thì mình sẽ thực hiện tất cả cái thử thách đó. Còn phần mini game thì mình cũng sẽ làm, nhưng mà từ từ rồi mình sẽ làm xong. Trước mắt mình sẽ làm và thử thách và trả lời một vài câu hỏi của các bạn. Rồi, bye bye.